chia sẻ tóm lại. Chắp chắp cùng Uzi. Xin chào tất cả các bạn, mình là Uzi. Hôm nay Uzi sẽ chỉ cho các bạn đó là một món ăn cực kỳ đơn giản, đó là trứng ốc chuông. Và Uzi sẽ cho xem các bạn nguyên liệu này. What's up? Các bạn ơi, đầu tiên là ốc chuông này các bạn. Cái này siêu bộ luôn á. Còn đây là trứng. Hành tây các bạn. Phô mai. Một cái quan trọng nhất là biết cái gì không? Đó là đồ nướng. Ok, bây giờ Uzi sẽ cắt nguyên liệu nha các bạn. Mình phải cắt phô mai trước. Bởi vì nếu mà không cắt phô mai trước là sẽ có nhín mùi hành, cho nên là mình phải cắt phô mai trước. Ok. Cái muỗng này thì Uzi lát nữa sẽ nạo ra. Ok, bây giờ Uzi lấy trứng ra. Xong rồi là khoảng 2 trứng các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ vào hành tây các bạn. Chút xíu nữa. Okay. Lát thì mình tốt nhất là mình nên bỏ cục mà bự bự nhất đó. Cho nó đều. Bây giờ Uzi đổ lên nha các bạn. Rồi. Đổ rồi các bạn. Cái này là hơi rộng này. Xin nữa được rồi. Ok, xa hơi. Ok, cuối cùng là bỏ phô mai các bạn. Yeah, các bạn ơi, Uzi xong rồi. Bây giờ mình chỉ cần bỏ vào đồ nướng thôi. Đồ nướng hả? Là 15 phút mà 175 độ nha các bạn. Let's go. Bỏ cái này, sau đó bỏ vào. Uzi sẽ ấm lại. Oh my god, trời ơi, siêu ngon. Come on, baby. Yeah. Wow, my god, trời ơi. Các bạn ơi. Oh my god, các bạn xem này, ôi trời ơi. Giống như là cái này, giống như cái sữa các bạn. Cái màu trắng á, giống như cái sữa. Ăn ở trên, phần ở trên trước. Mai không á là cảm giác hơi khó chịu và khó ăn, mà cái này là nó bao cùng với nó ăn với ốc chuông, cho nên là nghĩ là ăn nhiều nó không có ngán. Mình có thể ăn với kim chi, hoặc là ăn với cơm, hoặc là ăn với món khác cũng ngon các bạn, không phải là chỉ ăn cái này không. Ok, 10 điểm trên 10 các bạn, rất là ngon. Không phải là món này là ăn với gì Uzi nghĩ là các bạn nên thử nấu giống như Uzi này các bạn. Và các bạn, nếu mà các bạn thích clip này thì các bạn nhớ bấm like và các bạn nhớ subscribe nhiều Uzi nhé. Bye bye mọi người.